Ôi dồi, ngồi lại. Ông à, sao xong chưa ông? Quay vào đấy tiền. Cả chứ. Quay vẫn nói chuyện được mà. Nhà quay lại không được nói chuyện nữa thì chết. Thế thì chỉ ra vườn ngồi một mình thôi. Cứ ngửi thấy mùi là làm ấy nhỉ. Cái gì là nhàn nó có tiền thì làm. Làm mỗi tháng kiếm được ít được. Mà bây giờ là nó khó khăn này. Quá nhỉ, quay được mấy thằng tốt nữa quay. Tí nữa xuống là quay gọi thằng ba dậy là nó cắt quả rồi quay bầu nó cả ngày đâu ạ. Không thì rán bắt cá chuối, rán cá rô phi. Cá chuối mà phải để bán.